triệu phú chiếm đa số trong Quốc hội Hoa Kỳ. Tin từ Hoa Kỳ, theo bản kê khai tài sản vào năm 2012 được các nghị sĩ và dân biểu nộp trong năm ngoái, trong 534 thành viên hiện tại của Quốc hội Hoa Kỳ, ít nhất có 269 người có tài sản từ 1 triệu Mỹ Kim trở lên. Một năm trước đó, con số này là 257 người, tương đương với 48%. Năm nay, luật công bố tài sản cho phép các chính trị gia báo cáo tài sản giá trị cao và thu nhập với lựa chọn 1 triệu Mỹ Kim hoặc hơn, thay vì nêu chi tiết như trước đây. Các thượng nghị sĩ có tài sản trung bình là 2.7 triệu Mỹ Kim, trong khi con số này ở các dân biểu là 896.000 Mỹ Kim. Bất động sản là kênh đầu tư phổ biến nhất với các chính trị gia. Còn những người thích cổ phiếu hầu hết lại chọn General Electric. Số trên được công bố đúng thời điểm các nhà làm luật tranh cãi về bất bình đẳng thu nhập, trợ cấp thất nghiệp, lương tối thiểu và cải cách thuế. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa là Daryl Issa của California vẫn là người giàu nhất Quốc hội. Tài sản của ông năm 2012 là 4.64 triệu Mỹ Kim, chủ yếu từ công ty kinh doanh thiết bị báo động cho xe hơi.